con này mới lấy về hả? À, con này bán nhiêu? Sao vậy? Giá cả gọi cho đủ á. À, à sao lý do? Dạ. Mới lấy về hay là của khách hàng gửi? Hay là của người ta. À của người ta hả? Dạ. Sao người ta sao lại bỏ ngay chỗ mình? Hả? Ở con này. Con này XR2643. À. Con này bán bao nhiêu? Rẻ lắm. Hả? Nói rẻ thôi, biết bao nhiêu. Ôi trời ơi. Nói rẻ thôi mà không biết giá thôi chết rồi. Thì cứ gọi cho anh chủ mà số đuôi 801 đi. À vậy hả? Rồi rồi. Còn con này. Mấy con này được cái là nó không có đẹp xuất sắc nhưng mà nó liền lạc. À. Nó liền lạc. À. Đồ nó đều quá. À. Giá nó rẻ. À. Ai mà kiểu như xe tải xe mà bền ngon mà không có cần cái mẫu mã cho nó cần phải đẹp lộng lẫy. À. Nhưng mà giá cả nó ok. À. Nó rẻ hơn với giá xe mấy xe đẹp thì chừng là khoảng 10 triệu tới 20 triệu. À. Ví dụ mình không cần cái sự sắc cái kiểu như mà sự đẹp á. À. Chỉ cần cái bền chắc chắn thôi, đúng mà liền mạc một xe nghĩa địa. À. Đó, thì mình là lấy mấy con này là nó giá nó rẻ. Năm. Giá nó 100 triệu không? Không, mấy chục. À mấy chục à hả? Còn như mấy con này mắc không? Cũng rẻ mấy chục triệu à. À vậy hả? À, nói chung à. Là kiểu như cho những người người ta rành đó. À. Người ta lớn tuổi rồi, người ta muốn mua mũi xe cho con cái họ người ta làm. À. Không cần đẹp nhưng người ta làm về cái xe này. À. À thì coi như người ta biết. À người ta biết là giá nó rẻ nhưng mà xài tốt. Đang riêng nó đây hả? Thì bên nghĩa địa nó bên nước ngoài nó cũng giống mình vậy đó. À. Đó, nó chế độ đồ. À nó chế độ đồ vậy đó hả? Mình về mình không có thay đổi gì hết. À để y như vậy luôn. Dạ. Nó chế sao để vậy này mình lấy bỏ. Hàng chỉ đèn nhìn nó lạ lùng quá ha. Nó không giống như những cái đèn của Việt Nam mình. À. Hai cầu đồ đàng hoàng hả? L3000 con này. Con này là Isuzu 6.5. À. Đó, cái kiểu nhiều người ta thích xe nó như vậy mà phải đẹp. À. Đó, nó bóng bậy. À. Cái giá nó khác. À, như con này mắc không? Con này 120 triệu. À, cỡ đó hả? À, nó nằm tầm giá đó hả? Cái này nước sơn lô hả? Dạ, nước sơn này mình cũng có nhiều chiếc á. Mình à. Cũng có nó giảm giá qua. À. À có nhiều nhưng chỗ mà, dặm nhưng mà cái này nước sơn rin nè. Dạ đúng rồi, nhưng mà cái này tốt sơ nè. Cái dịu như vàng áo thôi. À. Còn mà lóc liếc hay là gì mình chưa bung nhưng không đụng đậy. À không đụng đậy hả? Không biết. À. Cái xe to sao bình nhỏ xíu ha. À. Cái máy này nhạy nổ lắm. À vậy hả? Không có cần bình lớn. Ở đâu lên lắc thử coi, có chìa khóa không? Lắc coi nhạy không? Có số không đó? Ôi à. Ôi nhạy ha. Rồi được rồi. Gài lại đi, gài lại. Ý là gài lại cho nó trôi xe. Rồi tắt máy đi. Ô máy chắc quá ha. To vậy có 100 mấy rồi đó. À. Dạ xe này nó cũng rẻ à. À. Đó mấy dàn xe đây mình chân á là mình giá nó cả nó cũng ok. À. Giá giá mềm à. Dạ nhiều khi có thể thương lượng được. À. Giá mềm thôi. À, có đâu phải xe nào bán cũng phải lời đâu. Con rách này bán hả? Dạ. À. Còn mấy con này rẻ không? Như dàn này mình cái dàn số không dày khoảng bao nhiêu tiền? Dạ cái xe này nó cũng giống như cái xe này nè. À. Người ta thích gác máy một lên để đi tưới cho nó lợi dầu á. À. Rồi mình cắt chế. À. Cắt chế. Giống như mấy anh không thích thì có thể mua một chiếc như vậy rồi em chế thì em chế khoảng 2 triệu. 2 triệu. À mua một chiếc như vậy rồi chế qua như vậy. Dạ. Là khoảng 2 triệu. Một chiếc như vậy thì bao nhiêu tiền? Cái chiếc này em cũng không rành giá nữa. À rồi. Mà chắc rẻ đúng không? Sau đây có chùm chìa khóa dễ sợ vậy. Mang vô cậu họ lấy mất sao?
Còn con này không biết luôn hả? Con này chắc rẻ lắm nha. Hả? 10 triệu không? Con này hơn chứ. 10 triệu cặp bánh. Nói đùa. Còn cái nào không biết thôi bỏ qua. Có vàng ma, có vàng xúc nè. Vàng ma cái đời này nhìn nó có xúc mà nhìn nó cổ cổ ha. Dạ cái chiếc này bán cho người ta rồi. À bán rồi hả? Ngoài giao thôi. À vậy hả? Bao nhiêu tiền? Chiếc này 27 triệu. 27 triệu hả? Ờ cả cái nội vàng xúc không hết 10 triệu à. Hả? Vàng xúc không 10 triệu mà bán tính ra bán 27 triệu quá rẻ. Vậy chiếc này chắc 20 triệu. Thì lúc ví dụ mình mua nguyên một bộ á, là cái gì mình tặng được mình tặng. À. Còn sẽ không có phải như vậy. À vậy hả? À ra vậy. À. Còn con này T3110. Có con nào to mà cho ngon mình mua một chiếc coi. Cái con Zonder này còn ngon không? Sao nó bị axit đổ không? Dạ dạ. À xe mới lấy về hả? Dạ mới lấy về. À. Nước sơn này nó sơn bên Mỹ luôn hả? Nước sơn này là nó bên đó luôn. À nó dặm bên đó luôn. Ừ, à. Này chắc là bên đó nó xài ở gần biển nè. À. Sơn biển hả? Nó bài nó nắng quá chứ không phải gần biển. Nắng với lại có gần biển. Sơn gì mà nứt đồ ra hết luôn ha. Rồi cái nắp này còn không? Còn đây nè. À vậy hả? À. À. À vậy hả? 2030. Mấy con Zonda này mắc không ta? Mấy con này nó rẻ lắm. À nó rẻ lắm hả? Ờ, kiểu như cái hệ này để cho ở có nhiều người ta thích Zonda, người ta đi kéo chảo á. À. Dòng xe này đi kéo chảo thì là vô địch đi ngã. À là đi cày á. Dạ. À. Cày chảo mà phải lâm 4 á. À mà nó rẻ. Dạ, rẻ. Như con 2020 này có nó thường thường mình bán nó tầm khoảng bao nhiêu? 2030 nè. Khoảng cỡ 120-130 thôi. Nó rẻ dữ vậy ca. À. Nhưng mà có nhiều việc á. À. Nó cũng giống như có nhiều việc á là cái xe này làm được, xe kia làm được. À. Nhiều việc xe kia làm được, xe này làm được. À nó ra vậy. À. Có nghĩa là gì? Ngộ ha. Mà sao thằng này thấy nó một cầu nhiều ha? Dạ. Cái này em bán xe cho người ta đi kéo á. À. Kéo mười mấy tấn, 20 tấn đồ. À. Rồi có một cái xe nó rẻ mà nó bền. À. Mà nó tiết kiệm nhiên liệu một chút. À. Đã thằng Zonda này nó là rẻ bền. Dạ. À. Nó hai cầu nó chắc mắc à. Dạ, nhưng mà nó bị cái là nó sẽ hao dầu hơn những cái dòng Mitsubishi một chút. À vậy hả? À. Tại vì nó mạnh quá. À nó mạnh quá. Thằng Mỹ mà, cái bánh của nó to chà bá lửa luôn ha. Dạ. Hàng chi nó dòng nó có cái làm được đúng rồi, nó vẽ hình con nai. Dạ. Có nghĩa là con nai chỉ có nhảy cho nhanh thôi. Dạ, dạ. Đúng không? Dạ, dạ. Chạy cho nhanh thôi chứ còn mà con này chạy dữ lắm hả? Dạ. Mấy dòng xe này chạy nhanh lắm. À. Nó chạy liên bang luôn mà. Đó. Con này đẹp nè. Con quá đẹp á. 2040. Con này là đời sau. À. Con kia đời trước nhưng mà người ta cũng chuộng con đời kia lắm. À, 30. Dạ, tại mấy người mà người ta làm đời lâu năm người ta không quan trọng hết trơn đâu. À. Cái con nó cái hàng này nó hệ hơn hàng này. À vậy hả? Những ai mà mới xài thì thích cái đời cao. À. Những người xài lâu cái dòng mới thì cái đồ nó sẽ lớn hơn cái đồ này chút. Cái máy này nó có trừ không? Đúng rồi, mấy cái này là không có trừ. Nó, không, mà. Ý là nó có trừ 1, 2 như mấy đào không? Dạ không. À vậy hả? Nhưng mà nó chỉ có phân biệt 0, 30, 40 thôi. À vậy nhưng hả? Cái đồ này nè, nó sẽ bự hơn cái đồ xe này một chút. À. Ví dụ như mắt thường á. À. Rồi mình dòm vô thì thấy nó đồ của xe này nó bự hơn. À. Nhưng mà nếu mà lấy thước đồ các cái mình đo thì bức. Đâu? Cái bánh này bề ngang nó gầy đét đó mà. Nó ốm nhách, nó gầy nhom mà. Tính cái cốt này. À, cái cốt hả? Đó, cốt đùi này nó sẽ bự hơn. À, cốt đùi to hơn. Dạ. À, đâu? Cốt đùi bên kia đó. À cái mâm này mình úp vô ngửa ra cũng được hả? Dạ. À hiện tại anh úp vô hả? À cái cốt bên kia trời, con này cái bánh nó nhìn mê quá ha. Zonda 2040. Bà già bán con này nhiêu? Cái gì? Dạ, nó to vậy mà bán con 120 triệu, coi chừng nói giá tầm bậy bạ bà la chết á. À nó rẻ dữ vậy ta, con 120 triệu ta. À rồi con này, con này là Isuzu. À 8000. À hai cầu tay lái trên lưng. À đời này là đời đầu á. À đời đầu hả? Isuzu 8000, không có cabin à?
Như mấy con này mắc không? Dạ cũng rẻ à, nhưng mà nhiều người người ta không có thích cabin. À. Người ta đi rừng mà. Cho nó gió máy cho nó khỏe. Có nhiều khi người ta tháo cái mùi đó được. À. Tháo mùi đó luôn. Dạ. Kiểu như nhiều khi để mua cho nó mát. Mày có mấy cái đời mà người ta đóng ngọt mà có cái cẩu nữa đó. À à à. Có mấy cái này dướng đâu có làm gì. À vậy hả? Từng xe lớn à, bỏ luôn cái tháo cái chìa vàng mui luôn. Như mấy con này mắc không? Rẻ à. Hả? Giá rẻ à. Sao kỳ ta? Con mà rẻ giá cả thật ra không phải gì, ở bên kia mình lấy sao về đây mình bán như vậy thôi. À vậy hả? À kiếm một chút hả? Con này 300 triệu không? Không. Hả? Xe này có trăm mấy triệu cùng à. Chi rẻ dữ vậy? Rẻ rẻ ta. À. To vậy có trăm mấy hả? Ờ, rẻ ta. Nhưng mà mấy thằng này mắc nè, đúng không? Dạ. Cũng không mắc. Dạ. Dân ma mà một cầu vậy là không mắc. Chưa tới 100 triệu. Này, à, dạ. Đúng không? Dạ, dạ. À, Isaki nè. Những cái dòng này nè, hồi xưa là cũng là nhiều hàng hệ đó, người ta xăng nhiều lắm. À. Nhưng mà sau này bây giờ không ai. Nó lỗi thời rồi. À, nó cổ rồi, thanh đồ cổ rồi. Giờ nó đâm ra rẻ à? Hồi xưa là cái xăng nó thì nó bền. À. Cái máy Isuzu thì nó là chùm rồi, đâu à. Có máy nào qua cái máy Isuzu nữa. À. Như cái dòng siêu ra thì hộp số nó là cũng chùm rồi. À. Còn thằng Kuta thì được cái nó không có bằng hai này, nhưng à. Mà nó đồ nó thì nó đều hết. À. Cái hộp số nó đều với nhau, nó lanh à. Hơn. À. Nhưng còn nếu mà so về độ lì á, thì cái máy này nó chạy sáng tới chiều. Rồi. Không xô giọt nước. À vậy hả? Vậy thôi mà sao ra. Người ta không chuộng nữa, mình lấy về làm chi, mình bán ế sao? Nhưng mà lâu lâu á, ví dụ lâu lâu vậy cũng có sẽ có người đi kiếm xe này. À. Rồi mình phải để đó. À. Người đó. Rồi đi kiếm xe khác người ta không chịu. À. Dạ. À. Xe khác không chịu rồi, chịu cái này. Thì nói chung mỗi người một cái thích ha. Còn con xe bao ra này? À. Con này mắc không? Con này cũng rẻ. À. Nhiều khi nó tính ra là nó còn rẻ hơn con dân ma 3.000 đó nữa đó. Ấy như vậy hả? Sao vậy ta? Cái này chắc mấy chục triệu mấy hả? Dạ. 70 70. Hả? 70 70. À. À, mua mấy con này rẻ ha. Trời ơi, mấy xe này vậy chứ kéo hả, dữ dằn lắm đó. Ồ, Sibora người ta chuộng lắm á. Sibora cả. Cái máy nó tua nhanh. Cái siêu ra cỡ 26 là hãy kéo rồi, hết hồn rồi, 4.000 luôn mà. Tôi như cái mấy cái này nhiều cái là mơ ước của người ta hồi đó, người ta đúng rồi không có mà để mà mua một thời á, mà bây giờ thua. Tại bây giờ là bây giờ là chuộng cái một cầu nhiều. Giờ một là lấy thiệt to, hai là lấy thiệt nhỏ hả? À. con kia dân ma 2.500 nè. Con này nhiêu? 25 triệu. Mấy trường làm gì có. Đi đi vòng qua kia. Coi mấy con bự bự chơi cho vui. Bà chủ nè. Ôi trời. Mày. Con Isaki 9.000 này như vậy. Isaki 9.000 này giá cả nó cũng sắp xỉ hơn con Yonde đó một chút xíu. À vậy hả? Rẻ ha. Cũng một cầu luôn hả? Dạ một cầu. À nó làm to một cầu nhiều ha. Kia có con Sibora 8340 kìa. 8340 hồi xưa chuộng lắm mà giờ hình như nó cũng chuộng mấy à. Hả? Mà sao mấy thằng nấy 8340 này chạy nó sướng 40 km/h. Số thì siêu ra chậm rồi, còn lấy búa đậm đâu có hư. Biết cái giá nó không? Dạ không. Không biết. Tại vì trên kia nó có con này nó bán mất lắm. Dạ. Ừ. Không, giá này ở đây tìm em bán cũng tương đối à. À vậy không hả? Không có cao đâu. À. Giờ... Cái này có 150 à? 150 à? To vậy có 150, còn con Sibora trong kia 8340. 201. 201 à. Còn con 72 trong kia, con kia con gì? Hả? À, 109 là có máy lạnh đồ luôn à. Lanh mát à. Rẻ ha.
cái chiếc mà chiếc Isaki mà có gầu múc cái này bao nhiêu tiền vậy chị? Mới là nhóc kìa. Cái con này Isaki 9510 nó có gầu múc đồ luôn hả? Con này mắc tiền không? Biết rồi, nhưng mà giá tương đối là khoảng bao nhiêu tiền để thí dụ như có người giá này nó ra, cái này nó tầm 200 anh. 200 hả? Máy lạnh đồ luôn. Đúng rồi, nó tốt luôn á. Cabin nó đẹp lắm ấy ha. Đẹp quá ha. Đâu coi thử cabin sơ coi. Cabin nè. Cabin là như Kenspan luôn, máy lạnh. Ôi trời. Lạnh là rung đùi luôn á. Máy lạnh lạnh rung đùi luôn hả? Rung đùi luôn á. Cái hơi nó lạnh sao lần này nó đẹp đi luôn á. Có 200 à? Mua chắc phải làm lại dàn bánh đồ này thay. Rồi đi qua đây coi cái Intinatino này là bao nhiêu? Con này 46 ngựa, số cơ nha. Con này chắc rẻ. Con này chắc rẻ rồi. Bảy mấy triệu hả? Rẻ dữ ha. Luôn nha, đầy đủ nha. Con này cũng rẻ nè. Này siêu ra 2 ngày. Có những chiếc nó to mà nó rẻ đúng không? Như chiếc này bà già nó có 100 mấy nè. Chiếc Landmark to vậy nè, Isaki nè. 72. Mà có 100 mấy à. Còn cái David Rao kia sao ta? Rẻ rồi luôn. Hả? 7 mấy triệu. 7 mấy triệu luôn. Cho lần này đủ. Nó to mà rẻ ha. Ngộ nhỉ. Còn con Intinatino to trong này 670 nè. Mấy? 70 triệu. Ôi trời ơi. Rẻ quá. Xe đảm bảo như vậy cho sáng không lạnh. Si bao ra nè. Xe khủng giá rẻ, con này chắc mắc à. Nói chung cái này nó cũng giá sàn 140, 150, 160 rồi. Vậy sao bữa nay rẻ dữ ta? 6.500 nè. 100 mấy, 200 một chiếc hả? 100 mấy à. Chơi. To vậy mà có 100 mấy còn to đùng ghê, còn đã quá ha. Chắc 200 mấy ạ. Con to này quá đẹp luôn. Con to này mắc tiền không? Mắc không? Nói giá. Không biết giá. Nó mệt quá. Hỏi một con này thôi. Con à. Khổng đi. Mà chưa biết giá thôi. Chọc á.